chào mọi người đã trở lại với kênh Cái Cảnh và Chuyện Miền Tây của mình. Trước mắt mọi người là những mấy cái chậu đi sinh. Hôm nay mình có một vài chậu cũng khá đơn giản và dễ trồng. Đây, mình thích nhất là cái chậu sát pháo này. Mình còn được 3 chậu. Mình mới nãy một ý tưởng sẽ làm một cái hồ để trồng mấy cái chậu này. Còn đây là cây, cây này giống cây rễ quạt. Đây, đi sơ sơ ý tưởng luôn. Anh em nào có ý tưởng nào làm hồ mini hay hay thì có thể comment ở dưới phần bình luận nha, mình sẽ thực hiện ý tưởng của mọi người. Đây, mình sẽ ý tưởng của mình sẽ làm một cái chậu trụ giống vậy, nói chung là một cặp đó. Mình sẽ trồng hai cây sát pháo vô đây đó, hai chậu, nhưng mà mình sẽ kết nối hai cái chậu này rồi, có nghĩa là nước nó sẽ thông qua. Này là làm lần đầu tiên luôn nha, không biết có thành công không, mình sẽ thực hiện luôn. Rồi bắt đầu bắt tay vào làm việc. Dưới đây mình sẽ để phân nha, phân nền. Trong đây mình thả cá thì cá nó lội qua luôn nha, cá nó lội từ hôm nay qua đây được luôn. Rồi bắt đầu tiến hành. Hai cái hồ như thế này, cái này mình chưa có dán đá vào. Đây mình sẽ nối qua bằng một miếng kiến chính giữa nha, cái này mình chưa có dán vào, mới có hào thử thôi. Đây có cái thăm.
Sau khi keo khô, mình đã cạo keo mấy cái lớp keo dư ở mấy cái cạnh kiến và đã thử nước xong xuôi hết. Bây giờ mình sẽ tiến hành trồng mấy cái cây sát pháo vào cái bể này. Đây, mình quay sơ cho anh em xem. Cái này mình làm cao có 2 tấc à, bề ngang mỗi cạnh này là 1 tấc luôn, 1 tấc vuông hết luôn. Ở đây mình có 2 loại phân, một loại này là nhập, còn loại này của Việt Nam. Mình thì thường dùng cái loại này tại vì nước nó ổn định ha. Còn cái này mình ít có xài lắm. Cái này cái hộp phân nó rất là cứng, nhìn nó cũng không có đen đậm nữa. Còn hộp này rất là đậm đó. Mình sẽ lấy một ít thôi, cái bịch này tới 8 lít. Mình lấy một ít rồi trồng đủ rồi. Tại cái hồ này nó cũng ít. Đây, anh em thấy hộp phân đã đập. Đây, mình cũng có chuẩn bị thêm một ít sỏi cát. Mình sẽ đổ vào dưới phần đáy, tạo độ thoáng cho cái nền phân này. Đây, cái hồ đá trong mình sẽ thả cá vào. Bên đây mình trồng cây sát pháo. Lúc đầu mình có ý định là trồng mỗi bên một cây, nhưng mà mình thấy nó đơn điệu, mình sẽ trồng hai bên hai loại khác nhau. Đây, ở bên trên đây là nước nó thông qua nha. Đây, mình thả cá vào luôn. Còn mình thả con các mon nha.
Rồi cái hồ mình như vậy là đã hoàn thành. Anh em nào có ý tưởng về làm những cái hồ mini kiểu dáng độc lạ thì có thể bình luận dưới phần comment. Mình nếu có điều kiện mình sẽ thực hiện mọi ý tưởng của anh em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Anh em nào có xem video này thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Đây con cá nó đã lội sang cái hồ thứ hai. Ở đây mình cũng có thả một vài con cá múng. Chắc là nó không có vượt nổi mấy con này đâu. Con này cũng khá nhanh đó. Đây mình quay tổng quan cho anh em xem nè.